Mấy ông còn nhớ cái thời mà PUBG còn chưa xuất hiện không? Lúc đó mà muốn bắn súng với bạn bè thì chỉ có mấy lựa chọn như là đột kích hay Counter-Strike thôi. Nhưng mà với mi game tôi và lũ bạn thì game bắn súng mà tụi tôi hay ra nét quẩy nhất là Left 4 Dead. Cơ mà lúc đó chơi tôi bị lũ zombie rượt muốn hụt hơi nên cũng chả để ý đến mấy thứ xung quanh. Từ cốt truyện cho tới những nhân vật trong game, tôi không hề có một chút khái niệm nào luôn. Vô game là chỉ biết bắn mọi thứ trước mặt. Thế nên anh em chắc cũng như tôi, cũng thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra với thế giới, những con zombie trong game từ đâu ra, rồi tại sao bốn người này lại còn sống đúng không? Vậy thì đây chính là video sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh em mọi bí ẩn về Left 4 Dead. Vào video thôi nào! Cúm xanh là tên mà game Left 4 Dead đặt cho cơn đại dịch trong game. Nó được gây ra bởi một con virus bí ẩn, khiến người nhiễm sẽ lâm vào trạng thái điên loạn, rồ dại. Họ vẫn là con người, vẫn còn sống, chỉ đơn giản là không thể kiểm soát được hành vi của mình. Thế nên không thể gọi những người nhiễm bệnh là zombie hay xác sống được, bởi vì họ đâu có chết đâu, người nhiễm bệnh có triệu chứng tương tự như bệnh dại ở loài chó. Xét theo mức độ nguy hiểm của virus cúm xanh trong game, mi game tôi sẽ dựa vào thang đo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO mà xếp nó vào nguy hiểm sinh học nhóm 4. Đây là mức tương đương với các loại virus như là sốt xuất huyết Bolivia hay là virus Ebola, tức là những loại virus gây bệnh nặng, dễ lây truyền từ cá thể này sang cá thể khác và không có các biện pháp điều trị và phòng chống hiệu quả. Truyền thông các game của hãng Valve là thường kể chuyện bằng những tiểu tiết được giấu trong thế giới của game, lắng nghe hội thoại giữa các nhân vật, chứ không phải là kể huỵch toẹt như là mấy game khác. Và Left 4 Dead thì cũng y như thế. Nên là để chọn phần mở bài cho câu chuyện của Left 4 Dead, tôi sẽ dựa theo tấm bản đồ này nhé. Bản đồ cho thấy tâm dịch cúm xanh, tức là nơi bùng dịch đầu tiên nằm ở bang Pennsylvania và sau đó lan ra khắp bờ đông nước Mỹ. Vì là tâm dịch nên nơi này bị tàn phá nặng nề, thành phố chìm trong đống đổ nát và cho thấy mức độ lây lan của con virus này là ghê gớm như thế nào. Sau khi Pennsylvania thất thủ, dịch cúm xanh nhanh chóng lây lan sang thủ đô Washington DC. Nơi này được đánh dấu X trên bản đồ nên là chắc cũng toang rồi. Các bang miền Bắc như là New York vẫn không có dấu X nên nhiều khả năng là dịch bệnh vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát ở các bang này. Và cũng như hầu hết các dịch bệnh ngoài đời thì dịch cúm xanh bắt nguồn từ một miền quê hẻo lánh nào đó, chứ chẳng phải là từ một thành phố lớn mà ra. Bằng chứng là trong màn Blood Harvest, anh em sẽ thấy xác gia súc chất đầy ngoài đồng, chứng tỏ dịch cúm xanh bắt nguồn từ gia súc giống như cúm heo, cúm gà vậy. Nếu nhìn kỹ, anh em sẽ thấy mấy con bò này đều bị lột hết da đầu, ám chỉ chúng đã bị đem đi xét nghiệm mổ não, vốn là cách chính xác để xét nghiệm bệnh dại. Hình ảnh xác những con bò chất đống chắc là một Easter egg, ám chỉ dịch bò điên vốn từng khiến nước Mỹ lao đao. Những con bò này nhiều khả năng là do chính quyền tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm xanh. Nhưng mà như anh em thấy trong game rồi đấy, đây là một việc làm vô ích. Chắc hẳn ca nhiễm đầu tiên đã ăn thịt bò nhiễm bệnh và từ đó lây lan cúm xanh cho các người khác. Có rất nhiều phỏng đoán về nguồn gốc thật sự của virus cúm xanh. Từ một chủng virus bệnh dại mới, thí nghiệm vũ khí sinh học của quân đội bị lọt ra ngoài, do Chúa giáng xuống để trừng phạt con người, hay thậm chí là do người ngoài hành tinh tạo ra. Nhưng mà theo mi game tôi thì virus cúm xanh là do con người tạo ra. Để tôi giải thích từ từ cho anh em nghe nhé, bắt đầu từ cách lây nhiễm của dịch bệnh này. Cách thức đầu tiên chắc là qua vết cắn hay là lây qua đường nước bọt giống như bệnh dại ngoài đời vậy. Bằng chứng là anh em có thể thấy trong game có một số con zombie mặc đồ bảo hộ toàn thân. Đã mặc đồ bảo hộ như thế thì không thể nhiễm bệnh qua đường không khí được, chắc chắn là những người này bị cắn rồi. Tiếp đến ngay từ intro của game, anh em đã thấy ngay dòng chữ 2 tuần sau ca nhiễm bệnh đầu tiên. Điều này cho thấy mức độ lây lan kinh khủng của dịch cúm xanh. Nhưng nếu dịch cúm xanh chỉ lây qua vết cắn thì tốc độ lây nhiễm của nó không thể nào nhanh như thế được. Nên là dịch bệnh này còn lây qua đường không khí nữa. Đó là lý do vì sao trong game có những bộ đồ bảo hộ toàn thân. Dẫn chứng cho việc này là trong bộ truyện tranh The Sacrifice, một bác sĩ quân y đã đề cập tới chuyện con virus cúm xanh có thể lây qua đường không khí. Đây là một đặc tính tương tự với virus cúm, giống như virus corona mới đây vậy. Dù có cách thức lây nhiễm giống bệnh dại và cúm, nhưng virus cúm xanh nhiều khả năng lại chả liên quan gì đến hai loại bệnh kể trên. Đây là một con virus hoàn toàn mới, sở hữu một đặc tính vô cùng khủng khiếp là không ngừng đột biến, thay đổi liên tục, cho nên không có bất kỳ loại vaccine nào có thể theo kịp được con virus có 72 phép thần thông này. Đây chính là manh mối quan trọng nhất về nguồn gốc của virus cúm xanh. Bởi vì ở trong tự nhiên, đột biến là một quá trình kéo dài hàng trăm năm, chứ không phải là cứ thích là đột biến được. Đột biến mà dễ như thế thì chúng ta đã có X-Men ngoài đời rồi. Thế nên khả năng đột biến của virus cúm xanh chắc chắn là một đặc tính nhân tạo. Đây nhiều khả năng là một vũ khí sinh học tạo ra để gây sát thương tối đa, đối phương phòng bệnh cỡ nào cũng chết. Hoặc cũng có thể đây là một loại vaccine thất bại, không phòng bệnh mà lại đi lây bệnh. Đó là sơ lược về con virus cúm xanh. Giờ mình chuyển qua tới những người bị nhiễm bệnh nhé. Như đã nói ở trên, những người nhiễm bệnh vẫn còn sống nên không thể gọi họ là zombie được. Người bệnh sẽ có làn da nhợt nhạt, rụng tóc,
dây thần kinh sẽ bị tê liệt hoàn toàn, khiến người bệnh không cảm thấy đói khát hay mệt mỏi. Cơ thể người bệnh sẽ suy yếu từ từ, kết cấu lỏng lẻo tới mức bị gậy cua một phát là bể đầu. Ngoài ra, khi nhiễm bệnh, con người trong mắt chuyển từ trắng sang vàng, đồng tử bị teo nhỏ. Đây có thể là một cơ chế giúp chúng nhạy cảm với ánh sáng hơn, thuận lợi cho việc phát hiện con mồi trong đêm. Ngoài ra, bằng cách nào đó, chúng còn phân biệt được con mồi có miễn dịch với virus cúm xanh hay không. Chúng tấn công có chọn lọc, giống như là zombie trong phim World War Z vậy. Thay vì cắn để lây bệnh, thì khi gặp những người có miễn dịch, chúng thích lao vào đấm đá túi bụi cho tới khi nạn nhân chết hơn. Phải chăng chúng sợ những người sẽ tạo ra được một loại vaccine có thể kháng lại virus cúm xanh, rằng đây chính là cơ chế tự vệ để virus cúm xanh có thể đảm bảo được sự tồn vong của bản thân? Đó là nhiễm bệnh thông thường, giờ là những người nhiễm phải virus đột biến nhá. Hiện vẫn không rõ nhờ yếu tố nào mà khiến các nạn nhân thay vì nhiễm bệnh thông thường mà lại bị nhiễm bệnh đột biến nữa. Giả thuyết được đông đảo cộng đồng Left 4 Dead chấp nhận là virus cúm xanh khi gặp phải một số điều kiện nhất định trong cơ thể vật chủ, nó sẽ tự biến đổi. Yếu tố đầu tiên là giới tính. Anh em có để ý là Witch, Spitter luôn luôn là nữ, trong khi Jockey, Hunter, Smoker, Charger và Thành luôn luôn là nam. Duy nhất chỉ có Boomer vừa có nữ vừa có nam thôi. Bên cạnh sự khác biệt về mặt cấu tạo cơ thể, sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa nam và nữ là hormone giới tính, testosterone hoặc estrogen. Nên là việc con virus này nó phân biệt giới tính như thế chắc chắn là do hormone trong cơ thể người bệnh gây ra rồi. Ngoài ra, nếu xét riêng thì mỗi loại lại có một đặc điểm riêng, ám chỉ tới lối sống của nạn nhân trước khi họ nhiễm bệnh. Smoker từng là một người hút rất nhiều thuốc. Cũng vì các vết nám trong phổi do hút thuốc, Smoker sẽ tích tụ bụi trong không khí và tạo thành một lớp khói đen trong phổi. Nên là mỗi khi bắn chết Smoker, sẽ có một làn khói mù mịt được tung ra. Hunter từng là một người thích vận động, chạy nhảy khiến cơ bắp của nó có hàm lượng axit lactic cao. Mỗi khi anh em chơi vận động, cơ thể sẽ sản sinh ra axit lactic khiến anh em bị mỏi cơ đấy. Virus cúm xanh khi tiếp xúc với axit lactic sẽ bị đột biến, trở thành một con Hunter với khả năng nhảy cực xa, cực cao, từ đâu bất thình lình vô lấy anh em. Jockey từng là một người ngồi xe lăn với cơ tay lớn hơn hẳn cơ chân. Nhiều khả năng virus cúm xanh giúp cho người bệnh khôi phục cơ chân, đi lại được trở lại. Nhưng điều đó lại khiến họ gù lưng vì cơ bắp ở chân quá yếu, không thể gánh hết trọng lượng cơ thể được. Thành chắc chắn là một thanh niên tập thể hình, có tiền sử dùng thuốc tăng cơ như là steroid chẳng hạn. Virus cúm xanh khi tiếp xúc với steroid sẽ khiến cơ bắp phát triển không ngừng, không khác gì ung thư luôn. Charger cũng tương tự như Thanh, nhưng mà vì hàm lượng steroid trong cơ thể còn ít nên cơ bắp chỉ có thể phát triển được có một bên. Hoặc cũng có thể Charger là một thanh niên thích pháp nên là có một tay to hơn hẳn tay còn lại. Tầm này mà cú cúm xanh ở ngoài đời, mấy ông với tôi chắc biến thành Charger hết nhở. Boomer thì chỉ cần nhìn cái tướng là biết ngay người này trước khi bị nhiễm cúm xanh là đã bị béo phì rồi, gan nhiễm mỡ, trong máu toàn là cholesterol. Spitter từng là một người bị các bệnh về đường tiêu hóa như đau bao tử, trào ngược dạ dày. Bằng chứng là bọn này có khả năng phun axit, mà anh em biết rồi đấy. Trong cơ thể thì dạ dày phải sản sinh axit để tiêu hóa thức ăn mà. Và cuối cùng là Witch. Cô này trước khi nhiễm bệnh chắc là bị stress nặng, tinh thần không được ổn định. Có thể do một cú sốc tâm lý như là thất tình chẳng hạn, nên là Witch lúc nào cũng ngồi thiêu thi một góc khóc nức nở. Vừa thấy bóng người là lao vào tấn công, như thể bị sang chấn tâm lý vậy. Lúc chơi game chắc anh em cũng thắc mắc vì sao đi từ đầu tới cuối mà chả gặp ai, chỉ 4 người này là sống sót thế. Câu trả lời đơn giản thôi, bởi vì 4 người này có khả năng miễn dịch đối với virus cúm xanh. Họ có thể bị nhiễm bệnh nhưng các triệu chứng của cúm xanh lại không hề bộc phát. Bộ truyện tranh The Sacrifice cũng nói rõ lý do mà những nhân vật anh em điều khiển được lại miễn dịch, rằng đó là nhiễm sắc thể X trong cơ thể họ. Anh em nào thuộc bài môn sinh học lớp 9 thì sẽ nhớ là nam sẽ mang nhiễm sắc thể XY, còn nữ sẽ mang nhiễm sắc thể XX. Thế nên, việc nhiễm sắc thể X là chìa khóa miễn dịch cũng lý giải việc tại sao người sống sót lại là nam nhiều hơn nữ. Bởi vì nam giới chỉ cần một nhiễm sắc thể X miễn dịch, trong khi nữ lại phải cần tới 2. Nên là cứ theo tỷ lệ này, thì mi game tôi tính được tỷ lệ miễn dịch ở nam là 1 trên 3, tức là cứ 3 người sẽ có một người miễn dịch, còn ở nữ tỷ lệ này là 1 trên 9. Chia tỷ lệ này cho dân số thế giới, chúng ta sẽ có tầm 22%, tương đương với 1,54 tỷ người miễn nhiễm với virus cúm xanh. Tuy nhiên, miễn dịch chỉ giúp cho cơ thể họ chung sống hòa bình với con virus thôi, chứ bản thân họ vẫn là một người mang mầm bệnh, nên việc để những người miễn dịch tiếp xúc với những người khác là cực kỳ nguy hiểm. Có trường hợp người được miễn dịch tiếp xúc với người bình thường và khiến người kia bị nhiễm bệnh, để chắc chắn là nguyên nhân khiến một số trung tâm cách ly bị thất thủ vì bị tấn công ngay từ bên trong. Trong màn chơi The Parish, anh em sẽ bắt gặp những xác người không phải là người bị nhiễm bệnh mà họ chết do bị đạn bắn, chứng tỏ đã có những người miễn dịch bị giết để đảm bảo an toàn cho những người khác. Trong game thì tổ chức làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh được gọi là CEDA, viết tắt của Civil Emergency and Defense Agency, cơ quan khẩn cấp và quốc phòng dân sự.
CEDA nhiều khả năng được dựa trên hai cơ quan có thật ở ngoài đời của chính phủ Mỹ là FEMA, cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, và CDC, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Ban đầu khi dịch cúm xanh còn chưa bùng phát mạnh, CEDA tuyên bố rằng đây chỉ là một dịch cúm để trấn an tinh thần người dân, thế nên họ giấu nhẹm đi việc dịch bệnh đang lây lan với tốc độ cực nhanh và tình hình càng lúc càng xấu đi. Nhưng giấu đầu thì lòi đuôi thôi, CEDA không thể che giấu mãi được. Đến khi dịch bệnh bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, toàn bộ đất nước lâm vào cảnh hỗn loạn, mọi người hoảng sợ, dẫm đạp lên nhau để tìm cách sống sót. Đến nước này, CEDA phải dùng đến lực lượng chống bạo động để kiểm soát tình hình. Anh em có thể thấy một vài người nhiễm bệnh mặc giáp chống đạn, nón bảo hiểm. Đây chính là lực lượng trấn áp của CEDA. Trong khoảng thời gian đầu, những người nhiễm bệnh được cách ly tập trung trong những cơ sở của CEDA, nhưng với tốc độ lây nhiễm quá nhanh, phương pháp này thất bại hoàn toàn. CEDA đành phải tổ chức những cuộc di tản lớn với quy mô toàn thành phố. Nhưng CEDA lại không lường trước được mức độ hung hãn của virus cúm xanh. Một số trung tâm bị thất thủ hoàn toàn trước khi kịp di tản. Tới khi mà bốn nhân vật chính của chúng ta tới được nơi di tản, thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Giờ thì những nơi này tràn ngập những sinh vật hung hãn điên loạn. Trước sự bất lực của CEDA, quân đội Mỹ đã phải vào cuộc để kiểm soát sự lây lan của dịch cúm xanh. Tuy nhiên, nước Mỹ lúc này đã chìm trong dịch bệnh được hơn 20 ngày rồi. Các điểm kiểm soát và các điểm di tản được thiết lập nhanh chóng. Quân đội còn ban hành luôn thiết quân luật, sẵn sàng sử dụng súng đạn, từ trấn áp chuyển sang tiêu diệt thẳng tay. Họ không phân biệt giữa nhiễm bệnh và người có nguy cơ nhiễm bệnh, thấy là bắn chết tại chỗ luôn. Nhóm 4 người trong Left 4 Dead phần 1 suýt chút nữa đã bị xử tử trong bộ truyện The Sacrifice. May mà họ đã kịp trốn thoát và gặp được 4 người trong Left 4 Dead 2. Bất chấp lời cảnh báo từ nhóm 1, nhóm phần 2 vẫn tin vào quân đội duy nhất chỉ có anh chàng Nick là e rè. Tin rằng cả nhóm khi vừa đến doanh trại sẽ bị gô cổ, úp mặt vào tường và xử tử ngay tại đó. Số phận những người sống sót thế nào sau khi tìm được ra quân đội giải cứu trong Left 4 Dead 2 đến nay vẫn chưa rõ. Thôi thì cứ hy vọng là quân đội đã tìm ra một cách giải quyết nhân đạo hơn đi, như là cách ly riêng, rửa tay và đeo khẩu trang chẳng hạn. Trước khi kết thúc video thì tôi xin được tổng hợp lại những sự kiện đã diễn ra trong hai phần Left 4 Dead nhé. Ngày 1, dịch cúm xanh lần đầu tiên lây nhiễm sang người tại bang Pennsylvania. Dịch bệnh này nhiều khả năng đã xuất hiện trước đó một thời gian, nhưng chỉ lây nhiễm cho gia súc. Nó có thể đã có mặt một thời gian trong chăn nuôi. Người dân và vật nuôi bắt đầu biến mất một cách bí ẩn tại các khu vực nông thôn hẻo lánh. Ngày 2, tại thời điểm này, dường như hầu hết mọi người vẫn nghĩ rằng dịch cúm xanh chỉ đơn giản là cúm thôi và không có hại. CEDA tham gia và thông báo cho công chúng về các cách để ngăn cản sự lây lan của căn bệnh. Tuy nhiên, đây cũng chính là ngày mà người nhiễm bệnh xuất hiện ở các thành phố lớn thuộc bang Pennsylvania và bắt đầu tấn công thường dân. Ngày 3, chính quyền địa phương và CEDA bắt đầu cách ly nhà dân, cửa hàng và căn hộ ở Fairfield, Hart Whitney, Newburgh, Rayford và New Orleans. Ngày 4, chính phủ bắt đầu phân phát khẩu trang, mặt nạ phòng độc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ngày 5, chính quyền bắt đầu cách ly toàn bộ đường phố, dựng rào chắn ở hai đầu với một chiếc xe tuần tra để bảo vệ nó. Ngày 6, CEDA bắt đầu tuyên truyền thông tin về cách xây dựng các căn phòng trú ẩn. Dân chúng bắt đầu xây dựng những căn phòng kiên cố để ẩn náu trong tầng hầm, cửa hàng hoặc ngay trong nhà họ. Ngày 7, các vụ tai nạn giao thông và hỏa hoạn xảy ra trên khắp thành phố do người dân cố gắng rời khỏi thành phố. Ngày 8, sân bay Fairfield bị cách ly, CEDA di tản các trung tâm sơ tán trên toàn thành phố bằng cách sử dụng xe buýt và máy bay trực thăng. Ngày 9, các sân bay khác ở Savannah và Newburgh bị cách ly. Ngày 10, quân đội Hoa Kỳ điều một lực lượng nhỏ để bảo vệ thành phố Fairfield. Kết quả thất bại và tất cả những người lính bị thiệt mạng. Ngày 11, quân đội Hoa Kỳ cách ly Fairfield bằng cách đặt các chướng ngại vật tại các cây cầu và đường cao tốc chính ra khỏi thành phố. Ngày 12, những người sống sót ở Fairfield bắt đầu cố thủ ở các địa điểm khác nhau, bao gồm có phòng máy phát điện, sân thượng bệnh viện, chung cư và siêu thị. Ngày 13, các phi công trực thăng bắt đầu tình nguyện sơ tán những người sống sót khỏi tầng thượng của bệnh viện Mercy. Ngày 14, đến thời điểm này, phần lớn bang Pennsylvania đã thất thủ, người bị miễn nhiễm bắt đầu đột biến thành những dạng mới và dịch cúm xanh bắt đầu lây lan sang các bang khác. Ngày 15, cuộc di tản cuối cùng bằng máy bay trực thăng ở bệnh viện Mercy diễn ra, chiếc trực thăng gặp nạn ở khu công nghiệp ngoại ô thành phố Fairfield. Ngày 16, quân đội đã ném bom các sân bay và các trung tâm vận chuyển chính khác để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Ngày 19, căn cứ quân sự New Haven bị tấn công và nhanh chóng thất thủ. Tất cả là do tiếng chuông báo động đầy tai hại khiến cả bầy kéo tới. Ngày 20, dịch bệnh đã lan tới Rayford và Savannah. Đây cũng là ngày mà các thể đột biến như Charger, Jockey và Spitter bắt đầu xuất hiện ở các bang miền Nam. Ngày 22 đến ngày 24,
Ở đâu đó trong khoảng thời gian này, quân đội tiếp quản tất cả các hoạt động của CEDA sau khi họ thất bại trong việc ngăn chặn dịch cúm xanh. Ngày 24, New Orleans thất thủ, cây cầu tưởng niệm cựu chiến binh bị phá hủy để ngăn chặn sự lây lan. Giờ thì anh em đã nắm được mọi diễn biến trong thế giới Left 4 Dead rồi chứ? Giờ mở game chơi lại nhớ tới mấy chỗ mà tôi nói trong video để xem tận mắt những bí ẩn này nhé. Biết đâu chừng lại phát hiện ra cái gì mới thì sao nào? Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh MiGame để tôi còn có động lực làm video tiếp cho anh em xem. Và nếu như anh em muốn MiGame phân tích tiếp câu chuyện của bất kỳ tựa game nào, đừng ngại ngần mà hãy để lại comment bên dưới nhé. Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, thứ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!